chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 100 độ cực kỳ chất từ chi tiết dàn chân cho đến cái nắp bình xăng. Trước khi được phổ cập hóa, chế phiên bản là quay Alpha sản xuất ở Việt Nam, người Việt đã được biết đến cái chiếc quay 100 do mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Lan. Và có nói Honda Quay đã trở thành hậu vệ của Super Cup và rim trước đó. Xe được khoác trên mình một cái bộ cánh là full LED đầy ấn tượng, cùng với những điểm nhấn bộ tem màu xanh lá vô cùng bắt mắt. Bên cạnh đó sẽ còn được trang bị thêm nhiều món đồ chơi đắt tiền. Và các món đó là gì, lắp ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là cụm phanh của Rainbow Asset tích hợp thêm bình dầu rời, cái màu xám khói. Một món đồ chơi này tuy đẹp và giá trị, nhưng các chủ xe phải chấp nhận chế mũ lại để lắp được em nó. Ba tay Spider êm ái, bám tay hơn khá nhiều. Cụm tăng tốc Domino trên trình gian ngắn hơn, vì vậy giúp cho xe đề ba là nhanh hơn. Cụm công tắc Honeywish với nhiều nút hơn, đa dạng về phần màu sắc, giúp cho chiếc xe thêm phần xinh xắn. Trợ lực Magic hành trình 140mm giúp đầu xe ổn định và độ cao. Tuy nhiên bởi vẻ đẹp của cái ti vàng mà hiện nay nó đang dần trở thành cái món đồ chơi kiển khá nhiều. Cần số ca test cũng được góp vật trong cái bản đồ này. Dàn chân trước được trang bị dầu S kết nối cùng heo Crambo logo lớn hay biết tới xứng, phát hay dầu CNC. Giảm sốc sau dùng cái phục test cao quà, một dòng sản phẩm có giá trị không kém gì phục Colin và ít người sử dụng. Còn đây là ảnh full cái bộ phanh đĩa sau cùng heo dầu của Rainbow gấp đôi Nutrisin. Dàn chân sau được trang bị mâm Raider tăng cho chiếc xe độ thêm phần hộ báo. Viro 110 độ kiển đơn giản thúc ánh nhìn với cái tông màu vàng sporty. Viro 110 mang lại cái thiết kế sang chảnh đẳng cấp chân nhận xuất Honda. Từ lúc sự kiện đến nay, dòng xe này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho cộng đồng chơi xe, từ vẻ đẹp huyền thủy cho đến cái sự bứt phá bằng những bản đồ kiển. Dẫn chứng cho cái điều đó, chúng ta cùng xem qua cái chiếc Viro 110 độ kiển bên dưới nha. Khoác trên mình một cái bộ cánh hút ánh nhìn với cái tông màu vàng sporty khá bắt mắt, một sắc màu khá mới mẻ đối với cộng đồng chơi xe. Phần đầu được trang bị vài món đồ chơi đơn giản mà chúng ta thường hay bắt gặp với những chiếc xe tay ga độ kiển như Ba Thắng GRC, Gù Xéo Rizuma. Phía dưới là dàn chân được thay đổi từ mâm đúc xuống bánh cầm với niềng nghe màu đen. Việc thay đổi này giúp cho xe giảm đi trọng lượng đáng kể và gia tốc nhanh hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa Kaffer KTM kết hợp cùng heo Crambo 2 bit đối xứng logo lớn. Đổi hình ốc Titan tạo điểm nhấn cho bánh lái trước. Giảm sóc Colin bình dầu rời giúp cải thiện độ nhúng êm ái hơn. Không quá hầm hố như những cái độ khác, chỉ với những thay đổi nhẹ như thế cũng để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này hay là trực tiếp, nhớ like, subscribe.